Rồi cây mở đi, coi gì á? Cái gì á? Hả? Oh wow, mở ra, mở cái vỏ ra, trong cái vỏ có cái gì nữa? Con mở ra đi. Con mở ra. Mở đây nè, mở đây nè. Rồi, mở ra đi. Wow. Ê, mở từ từ thôi chứ mở chi lẹ mở mai. Wow, cô cái có cái bà này tặng cho chay đó, con cảm ơn bà chưa? Cảm ơn bà. Đúng rồi, giỏi. Mẹ cái gì nữa? iPad. Chu không phải iPad, con pack pack. Pack pack. À. Not a pack pack. Yeah. Cái túi đó là để đựng đồ ăn đi học á. Ăn nào, con muốn ăn đó không? Ê đây con cho mấy này. Ôi ôi ôi. Elsa mask. Chị. À, hai chị giống nhau. Ôi trời trời, sao dục vậy? Rồi, hết rồi. Hết rồi, rồi con cảm ơn bà đi. Cảm ơn. Cái này nữa. Đó, bộ đồ đó. Bà mua cho con bộ đồ Elsa với anh nè đó. Chút nữa thay ra mặt không? Thôi để mày giặt đi. Giặt đi rồi mày thay ra mặt ha. Rồi con có ăn bánh không? Dạ, bà bỏ đây mẹ ơi. Bỏ đâu? Bỏ tay. Bỏ gì? Bỏ bánh vô đó hả? Bây giờ con có ăn không? Không ăn hả? Ok, bỏ vô đây đi. Hiện tại mở cái này mẹ là... Mẹ ơi! Hả? Mà... Không, không, không có dừa hả con? Dạ. Mà phải mở. Mẹ mở ra chút dừa. Mẹ mở nhỏ nhỏ ra thì sẽ dừa đúng không? Dạ. Trời ơi nó. Con nói kìa, nó kêu tôi mở nhỏ nhỏ ra thì sẽ dừa con. Còn mà mở vậy là không dừa. Có được không? Dừa bánh thì dừa luôn. Rồi đó, mà mở ra vậy là dừa nè. Rồi con bỏ vô đi. Đúng rồi, sắp vô. Con cảm ơn bà chưa? Lớn lên. Con có ba mẹ. Giỏi. Hiện tại bây giờ là 10 giờ tối rồi đó cô chú. Quên nữa, cái quán quà này tới cách đây. Nó tới cách đây mấy ngày ta, 2 ngày rồi á. Mà bữa nay mới có thời gian để nhớ ra mới mở. Not the money, not the this money. Không, đâu có đâu, trong đó đâu có gì đâu. Hết rồi. Và mua cho chay hai bộ đồ Elsa với Anna. Bộ đồ này mình mặc mùa đông là có lý luôn nè, thấy không? À. Mẹ nó để xuống nè. Rồi, để xuống được. Rồi, con sắp vô đi. Rồi, con nó sắp kìa. Chưa, sắp hết rồi đã. Chưa gì gai lại rồi. Cái này ăn cũng tốt lắm nè. Ăn à, ăn nó no. Không đi học nữa hả? Dạ. Sao không đi học? Con sợ học mẹ ơi. Con sợ học hả? Dạ. Sao sợ học? Trời ơi. Chưa đi học mà sợ học rồi trời. Sao con giống mẹ dữ chay? Sao con sợ học giống mẹ dữ chay? Thôi để ở nhà mẹ dạy cho con nha. Rồi không nói giỡn chứ mình cũng phải đi học. Nghe. Mình phải đi học, mình lấy cái bằng đồ này kia cho con. Mẹ ơi. Ừ, gì con? Chiếc trên đi. Đúng rồi, con bỏ vô đó cũng được nữa đó. Ôi ôi, cái vỏ eo xài Anna đẹp dê sờ rồi bay. Mẹ ơi. Bỏ nửa đi con. Nè. Nè. Trời ơi, cái vỏ lớn với vỏ nhỏ, vỏ anh với vỏ chị với vỏ em chứ. À, bỏ phân nửa bên này, phân nửa bên kia ha. Trời ơi, ngày mai khoe với lại Adri là con có cái vỏ nha. Trời ơi, còn khẩu trang nữa chứ, khẩu trang mà có ô lợp nữa chứ. Nè, khẩu trang. Có ô lợp thế nào nè, mẹ ơi. Nè, khẩu trang có ô lợp luôn nè. Có ô lợp mẹ. Này có ô lợp. Khẩu trang ở Mỹ công nhận tao làm đẹp ghê. Muốn, ủa rớt rồi. Muốn cái gì là có cái đó. Thôi nè, còn cái khẩu trang nữa nè. Được chưa? Ông mẹ mẹ. Mày gài lại giùm con nha. Mẹ không có gài nè. Đây nè, rồi ok mẹ nè. Kéo cầm con rít, một cái tay cầm, một cái tay kéo. Đúng rồi, một cái tay cầm, một cái tay kéo con. Con đứng lên con xách đi, đi đi học đi. Mẹ à. Mẹ. Không có cái quai con, không có cái quai, cái này chỉ cầm cái xách vậy thôi à. Mẹ xách đâu. Rồi,
Không có đó, cái đó bự quá, con xách đâu vừa. Con muốn đeo vô hả? Đeo. Ờ, đeo đi, đeo vô đi. Đeo vô làm sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Thưa mẹ đi học. Rồi, thưa mẹ đi học đi. Thưa mẹ đi học. Con làm sao? Con. Mẹ gỡ bánh cho con hả? Con đi học đi, mẹ gỡ, cô giáo gỡ. Mẹ ơi. Ok. Mẹ gỡ bây giờ hả? Có bánh ăn mẹ ơi. Đúng rồi, đi học có bánh ăn nữa đó. Quá đẹp luôn, sướng. Bánh rồi, đây đây, đây đây. Hả? Không phải đường đó hả? Đi đường nào? Đi đường đó hả? Ok, đi học đường đó đi. Chứ làm sao? Không có đường đi hả? Ai? À, có gì đi hả? Không có gì đi học chung hả? Ờ, nãy đi học của nó không có gì đi nữa, trời ơi. Rồi không có ai nữa, không có ai trì không? Chơi có muốn đi học không? Chơi có muốn đi học không? Mẹ gửi cho chơi đi học cho các bạn đi chơi cho vui nè. Ha, muốn ở nhà với mẹ, muốn đi học không? Muốn nhà mẹ. Bây giờ nói cho mẹ nghe, con muốn đi học không? Con muốn ở nhà mẹ. Con muốn đi học không? Trời ơi chơi. Muốn đi học mẹ đăng ký cho đi học nè. Không đi học nữa. Con muốn nhà mẹ hay đi học? Muốn nhà mẹ hả? Chứ muốn đi học là mẹ đăng ký cho đi học cho các bạn cho vui nè. Hai. Muốn đến nhà. Nè. Con muốn nhà với mẹ hả? Rồi. À, bởi vậy cực đi học cực lắm trai, đi học phải đeo khẩu trang. Đi học giờ không có như ngày xưa nữa. Đó. À, mẹ buộc lại cho, buộc lại. Đó. Tôi chưa thấy khẩu trang chi chưa. Wow, khẩu trang đẹp quá ta ơi. Có em bé. Có em bé đâu? Đúng rồi, đồ chơi đó là của em bé Mia đó, con không có được đụng vô. Wow. Đó, giờ đi học mà phải đeo khẩu trang vậy đó. Phải khổ không? Hello cô chú ơi, chay hôm nay chay ngồi xe mới nè cô chú ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ai? À cái chỗ đó chỗ mạch xa mà, nhìn thẳng chứ. Không. Nhìn con mắt thẳng chứ. Sao nhìn nghiêng nghiêng vậy, nhìn thẳng coi. Không, nhìn con có mẹ. Hả? Không có mẹ. Mẹ làm sao, nhìn thẳng vô. Chay có thích, nói cho cô chú nghe, chay có thích xe mới không? Có hả, giỏi. Chay thích xe mới nhất ở điểm nào? Chị thích nhất điểm gì ở xe mới? Không biết hả? Biết thôi. Cái gì á? Cái building phải không? Con nói cho cô chú nghe con mới làm gì xong. Cô mới vừa làm gì? Mẹ mới vừa chở chị đi đâu? Đi bơi bơi. Đi bơi, hôm nay chị đi bơi có vui không? Nói mẹ nghe. Ờ, đi xe đi rồi. Xe đi rồi, đúng rồi, giờ tới lượt mình đó. Mẹ đang mua gì cho chị? Bơi xong mình ăn cái gì? Bơi xong mình ăn cái gì? Ăn bagel. Bagel, đúng rồi. Con có đói bụng không? Ăn hết hai cái bánh bagel luôn cho mẹ nha. Dạ. Đây mày trả tiền chú coi đó. Bagel nóng lắm, con chờ mẹ chút đi. Rồi chú mới vừa làm ra cái kỳ nên là rất là nóng. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Không biết chú này pha cà phê có ngon không nữa không biết. Biết mẹ ơi. Hả? Biết. Chú này pha cà phê cho mẹ, không biết có ngon không đây nè, đây đây. Oh my god, it's so good. I swear.
It's so good, JD. Take my bagel. Đây nè, mẹ làm cho vô cái máy lạnh thổi cho cái bagel con nó không có nóng nè con nè. Để cho con ăn cho nó ngon miệng con nè. Mày biết con đói bụng mà. Bơi xong rồi đói bụng dữ lắm nên con ráng ăn nhiều nhiều vô cho mẹ nha. Rồi xong rồi về mẹ cho con uống cái dinosaur nha. Yeah. Để cho con lớn, con to nha con nè, của con nè. Con cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Nóng nóng mông. Hả? Nóng. Đỡ nóng rồi đó. Không phải đỡ nóng. Đưa đây, đưa đây. Chi đâu? Khổ rứa. Chi khổ rứa mày. Mẹ tên gì? Không. Mẹ tên gì? Không, mẹ tên gì nữa mẹ ơi. Sao vậy? Chứ mà con không biết tên mẹ là thôi rồi, là mẹ buồn luôn rồi. Trời ơi, mẹ tên gì trời? Mẹ của em chay chay của mẹ em ơi tên gì? Bổ gì? Rồi chay nó không biết tên mẹ nó rồi. Ba tên gì? Bổ Ngạc. Bổ Ngạc, đúng rồi, nói lại coi. Ba Julia. Bảy à, Julia là ai? Dạ cô Út. Đúng rồi, chứ mẹ tên gì? Không, ba tên gì á. Ba tên gì á? Dạ. Ba tên gì? Ba tên Duan. Ba tên Duan, đúng rồi, còn mẹ tên gì? Sao không nói chuyện nữa? Mẹ cần biết mẹ tên gì? Mẹ của em chay chay của mẹ em ơi tên gì? Yêu mẹ. Yêu mẹ phải không? Nhưng mà mẹ tên gì? Bổ gì? Bổ gì? Bổ xương bổ khớp hay rồi. Bổ chi? Nè, bổ chi đó, mẹ tên bổ chi đó. Bổ xương bổ khớp hay là bổ gì? Hay là bổ thận trắng dương. Mẹ nó khùng lắm anh em. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Ngon không con? Ngon, ăn ngay. Cô chú con đang ăn bagel này một cách ngon lành luôn này nha cô chú. Bagel với phở thích ăn cái nào nhất? Thích ăn phở hay thích ăn bagel? Hả? Thích ăn phở hay thích ăn bagel? Bagel. Bagel. Thích ăn bagel hay thích ăn phở? Bagel. Ăn bagel phải không? Trời ơi, công chúa Mừng Xá đi đâu đây? Mặc cái đầm đi ra đây để công chúa Mừng Xá. Rồi, hát đi. Wait. JD, you have your hair tied? No, she took it off and she wouldn't let me put it on. You want to go grab one real quick? She wants to be her hair down. Okay, let it be then. Baby, can you turn up the music, please? Trời ơi, cái đồ cột tóc của con mà sao ba cột cho con mà con không chịu cột. Con muốn để xõa tóc vậy giống như Elsa vậy hả? Elsa cũng cột tóc đàng hoàng chứ Elsa có xõa đâu. Hả? À, núa mẹ nghe coi. Núa mẹ nghe coi. Trời ơi. I won't be silent. You can keep me quiet. Đúng rồi, ngồi vậy đâu quán.
Rồi, công chúa băng giá của mẹ thể hiện quyền lực của mình đi. Trời ơi, ba mặc cái đó. Oh, magic stick. It's a broken magic stick, right? Yeah. Cái cây đó là bị hư rồi, cái cây đó là broken rồi. Công chúa băng giá làm họ cái rớt xuống cây luôn, rớt cây xuống nước luôn không công chúa? Nhà ăn nước luôn. Rồi sao nữa? À, mua cái khác hả? Dạ. Ôi, công chúa băng giá mặc đồ mát mẻ quá. Bữa nào mùa đông mặc bộ đồ này ra đứng giữa tuyết nha cha. Chịu lạnh cơ khoảng chừng 10 phút để mẹ quay video nghe cha. Vậy mới đúng là công chúa băng giá chứ. Ôi, giữa trưa nắng quất cho bộ đồ. Ý như là đám cưới. Hả? Sao để cho chụp tấm hình cho nó đẹp đẹp chứ.